Ngay sau buổi tiếp ngài Thomas Gad, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan để trao đổi cụ thể hơn về các chương trình hợp tác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã giới thiệu khái quát về định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng, trong đó xác định mục tiêu tổng quát của thành phố giai đoạn này là xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên. Trong cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đến năm 2025, dịch vụ chiếm khoảng 65%, công nghiệp xây dựng từ 23-25%, nông nghiệp khoảng 2%. Thành phố cũng đang đầu tư xây dựng một số hạ tầng trọng điểm như cảng biển Liên Chiểu, mở rộng khu công viên phần mềm, khu công nghệ cao. Hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới, cùng nhiều nội dung trên các mặt lĩnh vực khác như kinh tế số, thành phố thông minh, quản lý tài sản công. Đây là những yếu tố phù hợp với định hướng đầu tư hợp tác mà các đối tác Thụy Sĩ đang quan tâm, chú trọng.